con của núi rừng Khe Dao, điểm sáng nổi trống lên mừng ngày hội quê hương. 70 năm theo đảng chỉ đường, các dân tộc chung tay đoàn kết dựng xây đời hạnh phúc ấm no. Uống nước nhớ nguồn, cháu con luôn ghi nhớ trang sử hào hùng ngày ấy Khe Dao. Về với Khe Dao, về với quê hương cách mạng, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của đảng bộ huyện Tiên Yên sau này. Một Khe Dao huyền thoại với những câu chuyện thiêng liêng và cảm động không thể nào quên của già làng Điền Sáng. Ngày ấy cách đây đã 70 năm, trong đêm trường nô lệ, cuộc sống nghèo đói lạc hậu dưới ánh áp bức của bọn thực dân và bọn thổ phỉ hải phỉ. Thực dân Pháp xây nhà tù, dựng máy chém, phòng giam cầm và thủ tiêu các chiến sĩ cách mạng. Người dân Tiên Yên từng chứng kiến biết bao cảnh tượng đau lòng, hàng đoàn tù rách dưới, ốm yếu đi lao động khổ sai xây đồn bốt. Hình ảnh đó đã nhen nhóm trong lòng người dân nơi đây sự căm thù và thức tỉnh. Làn gió cách mạng đã thổi bùng lên cơn bão táp. Những người con ưu tú của quê hương đã vượt vòng vây của kẻ thù tìm về chiến khu Trần Hưng Đạo, đón cách mạng về giải phóng quê hương. Ủy ban nhân dân cách mạng được thành lập, giải tán hội tề, tiễu trừ Việt gian, tổ chức các hội quần chúng, gây cơ sở đảng từ đây. Ngày 8 tháng 10 năm 1948, tiếng súng mở màn chiến dịch Đông Bắc vang lên giòn giã. Các đồn bốt miền Đông lần lượt bị phá tan, nằm sâu giữa khu rừng già âm u hiểm trở. Khe Dao Điền Xá là nơi đã chứng kiến giờ phút thiêng liêng của lịch sử cách mạng Tiên Yên, giờ phút thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Tiên Yên. Không cờ hoa lộng lẫy, không lễ nghi trang trọng, buổi lễ thành lập chi bộ diễn ra được sự bảo vệ và cảnh giới của vợ chồng ông Mo Lưu, một cơ sở quần chúng tin cậy của đảng. Đó là một ngày cuối tháng 10 năm 1948, một dấu mốc quan trọng trong trang sử vẻ vang của đảng bộ Tiên Yên. Tỉnh ủy Hải Ninh quyết định cho Tiên Yên thành lập chi bộ cơ quan gồm 3 đồng chí: Lê Văn Bài, Hoàng Bảo Tân, Lưu Quốc Thắng, cùng với 2 đảng viên Hoàng Đức và Vũ Trọng Cầm được tỉnh ủy cử xuống chỉ đạo 2 xã Đại Bình, Đại Dực. Đồng chí Lê Văn Vàng, người bí thư chi bộ đầu tiên đọc quyết định thành lập chi bộ. 5 đảng viên đầu tiên vui mừng đón nhận quyết định của cấp trên trước sự chứng kiến của những quần chúng tích cực. Nghị quyết quan trọng của đảng nhanh chóng được chi bộ thống nhất hành động. 5 đảng viên đầu tiên của chi bộ đảng ban ngày giấu mình trên các đỉnh núi, ban đêm tỏa xuống khe bản vận động quần chúng gây dựng phong trào. Dưới sự tuyên truyền giác ngộ lý tưởng của đảng, những người con yêu nước các dân tộc huyện Tiên Yên từ các bản vùng cao Hà Lâm, Phong Dụ đến Lương Ngũ, Đại Dực lần lượt gia nhập tổ chức đảng. Ngay từ khi mới thành lập, chi bộ đầu tiên của huyện Tiên Yên đã đứng ra đảm nhận vai trò lãnh đạo quần chúng, khơi dậy ngọn lửa đấu tranh cách mạng tiến tới giải phóng quê hương Tiên Yên, là cơ sở tiền đề vững chắc để phát triển thành đảng bộ huyện Tiên Yên sau này. 70 năm, một chặng đường lịch sử vẻ vang của đảng Tiên Yên đã có hàng ngàn đảng viên, hàng trăm chi bộ cơ sở. Lịch sử vẫn mãi mãi ghi nhận công lao to lớn của các đồng chí lãnh đạo đảng và chính quyền buổi đầu thành lập. Đồng chí Lê Văn Vàng, người bí thư chi bộ đầu tiên, đồng chí Hoàng Bảo Tân, một trong số 5 đảng viên ngày ấy, sau này trở thành vị chủ tịch đầu tiên của huyện Tiên Yên. Vẫn còn đây một di tích Khe Dao khắc ghi hình ảnh chi bộ đảng đầu tiên dưới bóng uy nghi của núi rừng Điền Xá. Đỉnh núi Khe Dao âm u và hiểm trở đã gắn liền với dấu ấn vẻ vang trong trang sử đảng của huyện nhà. Một Khe Dao linh thiêng,
một cái dao huyền thoại. Thank you.
tình yêu lãnh đạo nhân dân luôn đoàn kết với tình yêu nước nồng nàn, lao động cần cù và sáng tạo. Bằng trí thông minh và lòng dũng cảm đã vượt qua bao thử thách gian lao, chịu đựng nhiều hy sinh gian khổ trong lao động sản xuất, trong chiến đấu, đã tạo lập được nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống quê hương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước. Từ chi bộ khi mới thành lập có 5 đảng viên, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tiên Yên đã phát huy nội lực, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng Tiên Yên, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới. Cán bộ và nhân dân huyện Tiên Yên được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trải qua 24 kỳ đại hội, vượt qua bao khó khăn thử thách, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện giành được những thành tựu vẻ vang, góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm truyền thống yêu nước, đoàn kết, anh dũng, tự lực, tự cường của cha ông. Từ một huyện miền núi nghèo nàn, lạc hậu, Tiên Yên đã vượt lên, phát triển kinh tế, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, văn hóa xã hội phát triển tốt, an sinh xã hội được bảo đảm, diện mạo từ huyện đến cơ sở ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, đi đầu trong cả nước để thực hiện nghị quyết của Đảng về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, tinh giản bộ máy biên chế, an ninh quốc phòng trên địa bàn được đảm bảo, củng cố được niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, tuần văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề Tiên Yên, nơi kết nối sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc, được tổ chức thành công cùng với việc duy trì tuyến phố đi bộ tại thị trấn Tiên Yên vào mỗi tối thứ bảy, đã hình thành nên thương hiệu sản phẩm du lịch riêng có của Tiên Yên. Phát huy truyền thống cách mạng 70 năm xây dựng và trưởng thành trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tiên Yên quyết tâm đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy nội lực thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng huyện Tiên Yên ngã ba vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp văn minh. Thank you.
cho thiên nhiên hôm nay, cho thiên nhiên mai sau và nỗi nhớ thương thương. Yên lặng yên than hãy làm đại dương, đọc tin đọc tiếng linh thường tiếng quang trung. Cùng đoàn kết xây dựng đời sau mai, thiên nhiên ơi ta tự hào đi lên, thiên nhiên ơi ta tự hào đi lên. Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Tiên Yên. Một lần nữa xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc lễ kỷ niệm thành công rực rỡ.